Xin anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quá Stock Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 5 Và qua các phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta thấy là chỉ số đã có một cái tín hiệu phục hồi tương đối tích cực đúng không Và cái nhịp phục hồi này nó đã giúp cho chỉ số giữ vững được cái đường xu hướng giảm trong ngắn hạn ha Thì với cái việc giữ vững được xu hướng giảm trong ngắn hạn này cũng là một cái tín hiệu khá là khả quan Để cho chỉ số có thể là duy trì cái nhịp hồi ở thời điểm hiện tại mà nó chưa phải gì chưa phải bước vào một cái nhịp rơi ha một cái nhịp rơi điều chỉnh ngắn hạn về đâu đó khoảng quanh 1040 thì nếu mà anh chị nào có theo dõi kênh của thành á thì chắc chắn cũng sẽ biết cái kịch bản này cũng sẽ nắm kịch bản này đúng không đấy thì đây là một cái kịch bản tổng thể và tổng quan cho thị trường trong uh, giai đoạn sắp tới để mà anh chị hình dung được cái cách đánh hoặc là cái cách vận hành của chỉ số ở thời điểm hiện tại ha đấy để khi mà chỉ số nó điều chỉnh vào đây thì nó sẽ có gì à? một cái nhịp bật lên rất là tốt ở giai đoạn phía sau thì theo góc độ cá nhân của thành á thì đối với thị trường và đối với chỉ số ở thời điểm này để mà chỉ số mà nó có thể là bứt phá và nó có thể là tăng tiếp được trong những giai đoạn sắp tới thì bắt buộc là nó phải có nhịp rũ hoặc là để nó vượt được cái mốc kháng cự quan trọng là quanh 1080 điểm thì bắt buộc là nó phải có nhịp rũ chứ nó không thể nào mà từ những cái 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 nhịp hoặc là ở cái thời điểm này mà nó có thể là bật tăng hoặc là tăng bứt phá là được trong những giai đoạn sắp tới được bởi vì sao bởi vì cái lực cầu ở thời điểm hiện tại đang còn rất là yếu và nếu mà anh chị theo dõi hoặc là quan sát cái nhịp tăng và cái đà tăng của các cái cổ phiếu á chúng ta thấy là nó vẫn có tăng đấy nó vẫn có phục hồi đấy nhưng mà nó không vượt được những cái vùng định ngắn hạn và những cái nhóm ngành trọng điểm hoặc là những cái nhóm ngành dẫn dắt như là ngân hàng nè hoặc là các cái cổ phiếu trụ thì lại bị áp lực chốt lời rất là nhiều, áp lực bán rất lớn, đó. thì đó là cái góc nhìn tổng thể. thì ngày hôm nay cái dòng tiền thì nó lại tập trung nhiều vào nhóm bất động sản khu công nghiệp và nhóm dầu khí, đúng không ạ? thì nếu mà anh chị nào sở hữu hai cái nhóm ngành này thì cũng rất là tuyệt vời ở thời điểm hiện tại rồi, đúng không? đấy. và cái dòng tiền thì nó sẽ luân chuyển trong cái giai đoạn như thế này trước khi chỉ số có một cái nhịp điều chỉnh, đó. thì đó là cái 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 quá trình cái cách vận hành của dòng tiền ở thời điểm hiện tại. Và khi mà chúng ta đi qua các cổ phiếu bất động sản của công nghiệp đi Thì chúng ta thấy là nếu mà xét về cổ phiếu tăng mạnh nhất và tăng tốt nhất tích cực nhất ấy, Thì có thể là kể đến con IDC đúng không ạ Thì IDC đối với cái cổ phiếu này thì hôm trước thành đã có khuyến nghị và đã có chia sẻ cho anh chị trong video ngày hôm qua rồi thì việc nó tích lũy trong một cái vùng nền như thế này và sau đó nó bứt phá khỏi vùng nền á nó sẽ cho một cái tín hiệu bật tăng rất là tốt ở giai đoạn phía sau cho cổ phiếu idc này nên là nếu mà anh chị nào có mua được trong vùng nền thì cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực và chúng ta chỉ cần chờ đợi nó những cái nhịp bứt phá như thế này thôi và khi mà nó đã xác nhận bứt phá được rồi á thì việc của anh chị là chỉ có nắm hàng và chờ đợi chốt lời thôi ở những vùng cao hơn thì đối với idc thành đã có vạch ra một cái mục Mục tiêu cho các anh chị rồi thì cái mục tiêu của mình á đối với cái cổ phiếu IDC này thì nó sẽ hướng đến quanh mốc kháng cự quanh quanh vùng giá 48 trong giai đoạn sắp tới vậy nên là nếu mà anh chị chưa mua hoặc là chưa sở hữu được các cổ phiếu như thế này thì cũng không vấn đề gì hết trong những nhịp điều chỉnh những nhịp rung lắc của thị trường hoặc là nhịp rung lắc của cổ phiếu thì chúng ta có thể là canh để mà chúng ta mua đối với cổ phiếu IDC trong những giai đoạn sắp tới được nha đó nên anh chị nào có thích nhóm khu công nghiệp thì có thể là chú ý thêm IDC đúng không ạ còn ở KBC thì anh chị cũng thấy rồi nó tăng lên nhưng mà nó không vượt được cái đỉnh lịch sử trước đó và nó lại bị áp lực chốt lời đấy cái điều này nó tương tự như nhóm bất động sản nè nhóm chứng khoán nè hoặc là nhóm đầu tư công trong giai đoạn vừa qua đúng không? trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua đúng không? đấy và các cổ phiếu bất động sản, sản khu công nghiệp khác thì chỉ có con SJC nó cũng tăng rất là tốt ha nó vẫn giữ vững được cái đà tăng của mình mặc dù là cuối phiên cũng bị bị bán nhẹ bị áp lực bán nhẹ nhưng mà nó vẫn giữ vững được cái đà tăng tuy nhiên thì nó không có vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đó ở đây cũng là một cái điều một cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý và cần phải theo dõi ở thời điểm hiện tại ha rồi nhóm dầu thì nó lại cho chúng ta cái tín hiệu tốt hơn khi mà các cái cổ phiếu cũng đã tăng và gần như là cái gọi là cái biên độ tăng giá nó không bị giảm quá nhiều à, nó không bị chốt lời quá nhiều mặc dù là cuối phiên vẫn có áp lực chốt lời theo thị trường chung đó nhưng mà nó không nhiều nó không lớn và không đến mức là phải khiến cái cổ phiếu này nó quay đầu nó giảm điểm ngay lập tức đúng không ạ à? đó và đối với các cổ phiếu dầu khí này thì thành có chia sẻ với anh chị rồi đúng không kịch bản thì chúng ta đã đưa ra rồi khi mà nó test lại về cái vùng nền bên dưới này thì nó chính là cái cơ hội để mà anh chị đầu tư vào các cổ phiếu như thế này đối với cổ phiếu bvd thì nếu mà ngày hôm nay anh chị chưa mua được thì cũng nó cũng không vấn đề gì hết ha à, nó cũng không vấn đề gì hết chúng ta sẽ chờ những gì sắp tới nó còn bắt test nữa ha một vài phiên nữa để mà chúng ta quay trở lại chúng ta mua cho cổ phiếu này thì nhìn chung cái nhóm ngành dầu khí sẽ có hai cổ phiếu đó là bvd và bvs sẽ là những cổ phiếu mà vào sóng tăng sắp tới uh, trước thị trường ha vào cái sóng tăng trước thị trường đó thì đây là những cái cổ phiếu mà anh chị cần phải lưu ý để mà chúng ta đầu tư và chúng ta hiểu dõi trong giai đoạn sắp tới. Và tiếp theo sau đó nó có thể nói đến là về BVC. Đấy. Thì con PVC Thành cũng đã có chia sẻ cho anh chị rồi đúng không? Khi mà nó test gần về cái vùng nền và nó cho tín hiệu bật lên tốt như thế này thì nó chính là cái cơ hội để mà anh chị tham gia vào cái cổ phiếu này. Đó. Thì anh chị thấy là hôm nay nó cũng bật tăng rất là tốt là khoảng 4%. Thì các cái cổ phiếu dầu khí những cái mã chủ đạo như là BVC, BVD hoặc là BVS á thì những cái mã này nó đều tăng từ 3% cho đến bốn trăm tăng rất là tốt còn những cái cổ phiếu còn lại thì nó duy trì khoảng một hai phần trăm mà thôi đó thì nhìn chung đây vẫn là những cái cổ phiếu chủ đạo và những cái cổ phiếu dẫn sống của nhóm ngành dầu khí ha nếu mà anh chị có đầu tư thì nên đầu tư tập trung vào các cái cổ phiếu này thì nó sẽ tốt và nó sẽ tích cực hơn trong giai đoạn sắp tới đương nhiên là chỉ mua trong những nhịp rung lắc hoặc là nhịp điều chỉnh của cổ phiếu thôi còn những cái nhịp mà cổ phiếu nó đang hưng phấn và nó đang phô mô như thế này thì anh chị hạn chế cái hành động mua mới giúp thành ha rồi ok thì khi mà đi qua hai cái nhóm ngành tăng mạnh như vậy á trong phiên giao dịch ngày hôm nay á thì chúng ta cũng thấy được là cái diễn biến của thị trường ở thời điểm hiện tại là cái áp lực chốt lời nó vẫn còn đó anh chị thấy là không có cái cổ phiếu nào mà nó tăng mà nó đóng cửa được cao nhất phiên hết tức là vẫn đâu đó vô hình có những cái áp lực chốt lợi phía bên trên này để đè nén lên các cái đà tăng của cổ phiếu nên là khiến cổ phiếu nó chưa thể nào nó tăng được à, đó thì đây cũng là một cái lý do một cái áp lực của thị trường mà thành vẫn hay chia sẻ với anh chị á để mà nói rằng chỉ số nó sẽ chưa thể nào nó vượt được mốc 1080 ngày lập tức mà buộc nó phải có những nhịp tích lũy là cái thứ nhất nè hoặc nó không tích lũy được thì nó phải có những nhịp chỉnh những nhịp test lại những cái vùng hỗ trợ phía bên dưới thì lúc đó cái cơ hội để mà cái dòng tiền bên ngoài họ chảy vào nó sẽ lớn hơn thì sẽ kích thích được gì ạ? À? Cái dòng tiền mà nó hấp thụ được cái áp lực bán tại những vùng kháng cự quan trọng của các cổ phiếu. Đó. Thì đây là một cách vận hành thông thường của một cái cổ phiếu hoặc là một cái thị trường chung nào đó. Đó. Thì đó là cái cách vận hành rồi nên là chúng ta vẫn phải hiểu cái điều đó để chúng ta chỉ cần canh những cái nhịp giảm đỏ, những cái nhịp điều chỉnh mà chúng ta mua vào mà thôi, còn hơn là chúng ta gì ạ? À? FOMO mua đuổi trong những cái nhịp tăng đúng không ạ? À? Đấy. thì và ngoài ra thì cái áp lực bán nó cũng đến từ khối ngoại anh chị ha thì nếu mà anh chị theo dõi kỹ thì hôm nay khối ngoại họ bán rồng cũng rất là mạnh họ bán gần 400 tỷ chứ không ít nha và tổng 4 bốn ngày bán rồng liên tục như vậy á, thì họ đã bán gần 6.000 tỷ anh chị ha Đấy, sorry mọi người trong 4 ngày bán rồng liên tục thì họ đã bán gần 2.000 tỷ à, 2.000 tỷ trong 4 ngày này thì ngày đầu là khoảng 470 nè ngày sau là khoảng 600 nè để ngày sau nữa khoảng 570 nè và ngày hôm nay là khoảng 400 nè đó thì tổng 4 ngày như vậy thì họ cũng đã bán gần gần 2.000 tỷ rồi thì em có áp lực bán rất là lớn đến từ khối ngoài thì nhìn chung cái cái lượng cổ phiếu bán rồng của họ họ vẫn tập trung nhiều vào các cái cổ phiếu trụ hay là các cái cổ phiếu mà nó đã hút tiền rất là nhiều trong giai đoạn vừa qua thì bây giờ nó chịu áp lực bán rồng thôi thì cái lý do bán rồng thì hôm qua thành cũng đã có chia sẻ với mọi người rồi thì có việc khó ngoại bán rồng thì nó nằm ở việc là chỉ số DSY ở thời điểm hiện tại nó đang tăng lên rất là cao và nó tiệm cận mốc một nghìn luôn thì đây 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 vẫn là một cái mốc kháng cự rất là mạnh của chỉ số DSY ở thời điểm hiện tại ha và nhiều khả năng thành dự đoán là chỉ số DSY nó sẽ sớm điều chỉnh quanh cái vùng 104 105 như thế này đó vậy nên là nếu mà anh chị nào có đầu tư hoặc là có lưu ý và có theo dõi thêm những cái yếu tố này thì chúng ta cũng thể là cân nhắc và khi những cái thằng này mà nó đảo chiều nó hạ nhiệt á thì nó sẽ tạo ra và mở ra một cái cơ hội lớn hơn cho thị trường trong cái giai đoạn sắp tới khi cái dòng vốn ngoại nó sẽ quay, quay trở lại thì bản chất cái cái đồng cái chỉ số DSY này nó tăng lên á thì nó sẽ khiến dòng vốn ngoại rút ra khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta đó nên là mà khi thằng này mà nó hạ xuống rồi á thì nó sẽ tạo điều kiện tốt hơn để cái gì cái dòng vốn ngoại quay trở lại đối với thị trường chứng khoán Việt Nam đó là một cái điều hoàn toàn dễ hiểu thôi đấy coi như anh chị cứ ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay vẫn đi tìm cái tin tức cái thông tin nào đó để mà giải thích cho việc ở tại sao hôm nay dầu khí tăng tại sao hôm nay là 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 cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp tăng thật ra nếu mà anh chị đi tìm thì chắc chắn sẽ có thôi nhưng mà nó đã phản ánh vào giá rồi ha thành nghĩa là những cái tin tức mà anh chị tìm được á, thì có lẽ nó đã phản ánh vào giá rồi và cái câu chuyện chúng ta là chúng ta nên hành động như thế nào ở thời điểm hiện tại mà thôi đấy nên là đối với thành những cái tin tức những cái lúc như thế này nó không còn ý nghĩa quá nhiều nữa nên là chúng ta hãy theo dõi kỹ cái vận động cái vận hành của cái cổ phiếu để mà chúng ta đưa ra một những cái quyết định đầu tư nó tốt nhất trong giai đoạn sắp tới ha rồi khi mà chia sẻ về góc nhìn thị trường á, thì chúng ta vẫn thấy là hôm nay là một cái phiên rút chân đúng không Đấy, khi mà nhìn ở đồ thị chặt ngày nè, anh chị thấy là hôm nay là một cái phiên rút chân tại cái đường xu hướng, đúng không ạ? Tại đường xu hướng giảm ngắn hạn Một phiên rút chân với thanh khoản gì? Thanh khoản thấp thì đây cũng được coi là một cái phiên rũ bỏ đúng không? nhiều anh chị nói, ở đây là một cái phiên rũ bỏ phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ Đấy, nhưng nó rủ bỏ được ở đây là một chuyện nhưng mà nếu mà lên vùng vùng này nè, đấy bắt buộc là nó phải có lực cầu thì nó mới có thể là vượt hoặc là có thể là bứt phá khỏi cái vùng này được. Đó chị phải lưu ý ha. Đấy cái điều này là hôm qua Thành cũng đã có nói rất là kỹ rồi. Thì nó vượt cái vùng này và nó bứt phá khỏi vùng này á thì nó mới tăng được trong những giai đoạn sắp tới. Đó, chứ không phải là gì ạ, à? chứ không phải là nó bật ở đây được, nó rủ bỏ được ở đây thì nó sẽ tăng bứt phá được trong giai đoạn sắp tới nha. Tại vì hai cái câu chuyện này hai câu chuyện khác nhau. Ở những cái vùng hỗ trợ bên dưới này quanh 1060 á thì nói gì ạ, nó sẽ có lực cầu nó mạnh hơn, thì nó sẽ áp đảo lực bán ở tại vùng này và khiến cho chỉ số nhanh chóng phục hồi và tăng giá, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà lên lại những cái vùng kháng cự quanh 1080 á thì lúc này cái lực cầu nó sẽ yếu dần đi, yếu dần đi và lúc đó lực bán nó sẽ gia tăng lên. Tức là những người nào mua ở đây thì lên đây họ cũng đã có lời rồi, đó là bắt đầu họ cũng sẽ chuyển dần sang lực bán và họ chuyển dần sang họ chốt lời đó. Và khi mà chốt lời như vậy thì nó gia tăng lực bán. Mà lực cầu nếu mà không đủ mạnh để hấp thụ hết lực bán tại cái vùng này nữa, vùng 1080 á, thì chắc chắn chỉ số nó lại tiếp tục nó quay đầu nó điều chỉnh và nó nó rơi về lại những cái mốc hỗ trợ tiếp theo để mà gì à? nó tìm kiếm lực cầu đấy nên là thông qua một cái phiên như thế này á, mình sẽ chưa đủ dữ kiện chưa đủ thông tin để mình xác nhận là liệu phiên hôm nay sau cái phiên rũ bỏ nhào tư như thế này thì liệu nó còn tăng tiếp hoặc nó còn bứt phá tiếp được nữa hay không trong giai đoạn sắp tới thì chúng ta cũng cần phải chờ xem đó thì cái vấn đề của mình bây giờ mình cũng không cần phải đoán thị trường mình cứ đưa ra kịch bản rồi mình hành động thôi chứ anh chị cũng không cần phải đoán thị trường làm gì hết và đôi khi mình đoán đúng thị trường đi chăng nữa nhưng liệu cái cổ phiếu của anh chị nó có chạy theo cái thị trường ở thời điểm hiện tại hay không đó thì đó mới là cái vấn đề đúng không ạ? Như anh chị thấy là ngày hôm nay nè cái nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành ngân hàng á, nó điều chỉnh rất là mạnh đúng không? hoặc là gì à? nhóm ngành gì bất động sản điều chỉnh rất là mạnh, một số cổ phiếu bất động sản cũng điều chỉnh rất là nhiều đấy. thì những cái nhịp điều chỉnh như thế này nó chính là cái cơ hội để cho anh chị tham gia vào thị trường cổ phiếu à, các cái cổ phiếu này, đây vẫn là những cái nhóm ngành hút tiền cho thị trường trong giai đoạn sắp tới. À, anh chị nào có đầu tư thì nên lưu ý cái yếu tố này để mình chọn cái thời điểm tham gia cho nó phù hợp trong giai đoạn sắp tới. À, ta thấy hôm nay là như SSI nè, VND nè, hoặc là VCI nè đã có những cái nhịp điều chỉnh rất là ổn rồi thì mình cũng có thể là theo dõi dần lại mình canh mình mua đối với các cổ phiếu này trong giai đoạn sắp tới được ha à, để một số các cổ phiếu và một số cơ hội đầu tư thì một tí nữa chúng ta sẽ nói sâu ha rồi đấy thì đó là cái góc nhìn cái chia sẻ về cái kịch bản của thị trường ở thời điểm hiện tại thì nhìn chung cái nhịp này á nó phục hồi và nó bật lên được đó chúng ta nó cũng cho chúng ta một cái động thái là tích cực hơn hẳn so với những cái phiên trước đúng không đấy những phiên trước thì nó rơi và nó không bật được thì bây giờ nó bật lên được rồi nhưng mà cái câu chuyện là chỉ số nó vẫn còn cái vùng kháng cự trên đây Thì nếu mà nó bật lên được thì khả năng cao thì nó lại lên tiền nó thử thách lại cái vùng kháng cự bên trên này rồi Nó lại gì ạ? Có tín hiệu, tín hiệu đảo chiều trong giai đoạn sắp tới mà thôi Đó, thì đây là cái góc độ cá nhân của Thành nha Anh chị nào có đầu tư thì có thể là theo dõi và lưu ý thêm và khi mà trong những cái nhịp đảo chiều nhịp rơi nhịp điều chỉnh như thế này á nó sẽ là cái cơ hội rất tốt để mà anh chị mua vào cổ phiếu ở thời điểm hiện tại luôn ha nên là anh chị lưu ý trong những nhịp sắp tới có fomo có xanh á thị trường có tăng mạnh tăng nóng á thì mình canh mình chốt bớt cổ phiếu đi đó mình bảo vệ cái lợi nhuận của mình rồi sau đó gì ạ à? nó điều chỉnh nó rung lắc á, thì mình sẽ quay lại mình mua đối với thị trường ở trong những cái đoạn sắp tới đó thì mình phải xác định cái kịch bản rõ cho cái cái việc đầu tư của mình tại vì khi mà thị trường lên á thì anh chị cũng sẽ biết cách mình phản ứng ở thị trường lên mình sẽ thứ nhất là nắm giữ cổ phiếu tốt thứ hai là chốt bớt các cổ phiếu đã đạt mục tiêu đó là cái thứ nhất cái thứ hai là khi mà thị trường xuống thị trường đảo chiều hay thị trường rơi á, là mình cũng biết là ở ừ, đây là cái cơ hội cho mình để mình tìm kiếm các cái cổ phiếu mạnh cổ phiếu khỏe để mình tập trung và mình đầu tư vào các cổ phiếu đấy đó thì đó là những cái vấn đề mà anh chị cần lưu ý ở thời điểm hiện tại ha để mà anh chị đầu tư trong cái trong cái giai đoạn sắp tới đó thì nếu mà tới phần này anh chị nào hiểu rồi thì có thể là bình luận số 1 phía bên dưới giúp thành anh chị nào chưa hiểu thì cứ bình luận số 2 thành sẽ hỗ trợ chia sẻ và giải thích lại cho các anh chị ha đó đây là cái góc nhìn của thành đưa ra về thị trường ở thời điểm này để mà anh chị có một cái góc nhìn tổng quan hơn và cái hướng hành động nó một cách cụ thể hơn cho giai đoạn sắp tới đó còn nếu mà trong nhịp điều chỉnh này anh chị hỏi thành là bây giờ mua mã nào mua ngành gì thì thành có chia sẻ cho anh chị năm cái nhóm ngành chủ đạo ở thời điểm hiện tại để anh chị mua tức là khi thị trường điều chỉnh là mình cứ tập trung vào năm ngành này để mình mua mình đánh thôi chứ mình cũng không cần phải lan man quá nhiều đó thì cái nhóm ngành an toàn nhất thì có lẽ là phải kể đến nhóm ngành ngân hàng rồi đúng không đấy nhưng mà các cái cổ phiếu ngân hàng anh chị nào mà muốn đánh nhanh á Ha, anh chị nào mà muốn đánh nhanh và có những cái biên lợi nhuận cao và lợi nhuận tốt á thì anh chị nên chọn con STB ha. Khi mà con STB nó điều chỉnh lại nó test lại quanh vùng 26.5 á hoặc 26.4 gì đó ở quanh vùng hỗ trợ này, đường xu hướng này thì anh chị có thể là anh chị canh tham gia hoặc là chia tỷ trọng thăm dò hãy nếu mà nó có tín hiệu test thành công đối với con STB ở thời điểm hiện tại ha. Đấy, và một số cái cổ phiếu khác như con MB cũng đang test lại nền hoặc là con VPBank đấy cũng đang test lại nền. Đấy, như cái cổ phiếu này anh chị theo dõi thử trong những nhịp này mà nó có tín hiệu bật lên được thì anh chị cũng có thể là canh để mà anh chị tham gia trong những nhịp sắp tới à, Còn nếu mà nó rơi khỏi những vùng nền này thì chúng ta lại tìm kiếm những cái vùng nền tiếp theo, những cái vùng hỗ trợ bên dưới để mà chúng ta tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư cho công ty Bank Đó thì cái này thì anh sẽ chia sẻ và anh sẽ phân tích sâu cho các anh chị trong giai đoạn sắp tới ha. Nhưng chung phần lớn của phiếu ngân hàng là đều như thế hết. Đấy mình canh chờ nó test lại nền cho Techcom cũng tương tự như vậy nè. Đó anh chị lưu ý một số mã ha đó thì cái nhóm ngành ngân hàng á thì cái tốc độ tăng giá nó sẽ chậm hơn so với nhóm ngành chứng khoán nên là thường á có đánh nhóm ngành tài chính á thì thành vẫn ưu tiên đánh nhóm ngành chứng khoán hơn là nhóm ngành ngân hàng ở thời điểm hiện tại đúng không ạ à? rồi đấy thì bây giờ chúng ta bước vào nhóm ngành chứng khoán đi nãy thành có nói về con ssi rồi đúng không những cái nhịp điều chỉnh những cái nhịp test về đường trendline nè và nếu mà nó bật lên được như thế này á đấy nó bật lên được nó sẽ mở ra một cái cơ hội rất là tốt để mà anh chị đầu tư vào các cổ phiếu này trong giai đoạn sắp tới Đó, anh chị nào có thích ssi thì có thể là lưu ý vnd cũng tương tự như vậy nè hôm trước mà anh chị nào chốt lời theo thành vùng 16.5 cho tới 17 á thì có phải là bây giờ về những vùng này anh chị đã yên tâm mua lại rồi đúng không Đấy, khi mà nó về đâu đó khoảng 15.2, 15.5 gì đó, đó nó về là những vùng bên dưới này thì anh chị sẽ yên tâm mua hơn rất là nhiều. Thì hôm nay nó có một cái 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 hỗ trợ là quanh 16 nhưng mà nó cũng rơi thẳng luôn rồi. Đấy, khi mà nó rơi thẳng như vậy rồi thì cái xác suất nó về 15.2, 15.3 gì nó rất là cao. Đấy, nên là mình cứ chờ nó về vùng này rồi mình canh mình mua cho cổ ví VND đi mà thôi. Đấy, những cái cổ phiếu đầu ngành á, thì cái tốc độ tăng giá của nó có thể là hơi chậm hơn so với cái phần còn lại trong cùng một nhóm ngành đó nên là nếu mà anh chị thích sự an toàn thì nên chọn những cổ phiếu này còn mạo hiểm hơn một tí thì có thể là chọn VCI à, một tí nữa hành sẽ phân tích VCI cho anh chị ha đó. như có HCM nè thì bây giờ nó test về cái đường trendline này có thể là quanh vùng 25 chấm ít thì về vùng này thì anh chị canh để mà anh chị đầu tư và ở những cái nhịp như này thì anh chị nên chia tỷ trọng ra để mình mua chứ mình hạn chế là mua hết một lần hoặc là mua full một lần ha vì những vị thế đó sẽ rất là khó cho anh chị trong cái quá trình là ờ ừ, sau này có lời có muốn mua thêm hay có muốn đầu tư thêm thì mình cũng không đầu tư thêm được mặc dù là lúc đó giá nó đang rất tốt và đang rất là rẻ trong những giai đoạn sắp tới rồi đấy thì đó là những cái câu chuyện những cái vấn đề mà chúng ta vẫn hay gặp ở trên thị trường đúng không ạ đó, tiếp theo là cổ phiếu VCI Thì VCI Thành cũng có nói và có hướng dẫn rất là kỹ rồi Khi mà nó test về lại quanh mốc 33 Thì nó sẽ là cái cơ hội để mà anh chị đầu tư vào VCI trong giai đoạn sắp tới Thì anh chị nào có thích VCI thì có thể là lưu ý được trong những giai đoạn tới ha Khi mà nó test về quanh 33 thì nó sẽ là cái cơ hội để mà anh chị tham gia thăm dò cổ phiếu Lấy vị thế cho các cổ phiếu như thế này đó rồi tiếp theo thì chúng ta thấy là các cái cổ phiếu mạo hiểm hơn thì có thể kể đến là FTS, CTS hoặc là BSI thì những cái cổ phiếu này buộc anh chị phải chờ nó điều chỉnh hoặc là chờ nó tích lũy nền trở lại thì anh chị mới đầu tư được còn khi mà nó đã tăng như thế này rồi thì sẽ rất là khó để anh chị có một cái điểm vào tốt đúng không ạ thì đối với các cổ phiếu này anh chị nên kiên nhẫn hơn và chúng ta chờ đợi những cái vùng giá tốt hơn để chúng ta quay trở lại tham gia trong giai đoạn sắp tới à, các cổ phiếu như là VND, VCI hoặc là SSI, HCM thì nó đã có điểm mua rồi thì anh chị chú ý thêm trong giai đoạn tới ha rồi thì sau cái nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta có thể đến đó là bất động sản đúng không ạ à? thì bất động sản một số cổ phiếu góc độ cá nhân của thành đánh giá là thấy nó đang tích lũy lại ha nó đang tích lũy lại cũng tương đối ổn thì anh chị nào có đầu tư thì anh chị cũng có thể là lưu ý lại được một số cổ phiếu như là nhà từ liêm nè đúng không ạ à? để hôm trước thành có nói là anh chị nào thích mạo hiểm á thì đánh con dig đánh con ceo hoặc là đánh con idj những con này thì nó mang sẽ mang tính chất mạo hiểm hơn còn anh chị nào thích sự an toàn có thể là chọn năm long nhà từ liêm hoặc là đất xanh hoặc là scr ha những con này thì nó mang hơi hướng an toàn hơn một chút và khi mà anh chị thấy là, là con con ntl thì anh chị thấy là nó vẫn gì à? vẫn đang trong một cái vùng nền tích lũy đúng không thì với một cái vùng nền tích lũy này thì anh chị có thể là mình sẽ sẽ thăm dò trong những gì sắp tới và nếu mà nó bật tăng nó bứt phát khỏi vùng nền á thì mình sẽ gia tăng thêm còn nếu mà ở gì nó gãy và nó rơi khỏi vùng nền đó, thì anh chị nên ra bớt hạ bớt tỷ trọng trong những cái này sắp tới đó thì với cái vùng nền như thế này thì anh chị nên thăm dò khoảng 10 cho tới 20 phần trăm thôi thì tại vì sao lại như vậy tại vì đây cũng là cái vùng nền thứ ba thứ tư rồi đấy ở đây là vùng nền thứ nhất nè đấy ở đây nó cũng về nó cũng tích lũy là một đoạn ở đây là vùng nền thứ hai thì lên đây nó sẽ là vùng nền thứ ba nên là khi mà cổ phiếu càng lên cao á, thì cái xác suất rơi xác suất gãy của cổ phiếu nó sẽ càng lớn nên là nếu mà anh chị nào có mua có đầu tư theo vùng nền á, thì chúng ta cũng nên cẩn trọng cái tỷ trọng của mình tại thời điểm đó à, mình cứ vào tỷ trọng thấp trước đã rồi khi nào nó thật sự nó vượt á, thì lúc đó mình gia tăng thêm nó cũng chưa muộn thành lấy ví dụ như phiên này cũng tương tự như vậy nè đúng không Đấy, nó vượt rồi mình cứ cứ nghĩ là nó vượt tốt rồi nhưng mà sau đó gì ạ? Nó lại trả điểm và nó đóng cửa trong vùng nền tiếp. Đó thì đối với những cái nhịp như thế này thì chúng ta giải ngân ít thì chúng ta sẽ phòng thủ được và chúng ta tránh cái việc chúng ta FOMO vào các cổ phiếu này. Anh chị lưu ý ha. Rồi, tiếp theo những cổ phiếu mạo hiểm thì có thể là kể đến là DG. DG thì hôm nay cuối phiên nó bán rất là mạnh đúng không nhưng mà về lại quanh 20 là nó bắt đầu nó có tín hiệu nó phục hồi lên trở lại rồi ở đây cũng là cái vùng mà thành có chia sẻ với các anh chị đúng không ạ đấy ở đây là cái vùng mà đang nâng đỡ giá cổ phiếu vì vậy á, anh chị là có mua hoặc là có đánh đối với cổ phiếu DG thì cũng có thể là theo dõi cái vùng này một hai phiên tới nếu là vẫn tiếp tục bật và vẫn giữ vững được cái vùng này á, thì mình có thể là theo dõi để mình đầu tư trong những giai đoạn sắp tới đối với cái cổ phiếu DG này hoặc là cổ phiếu CEO CEO thì tầm này nó bắt buộc nó phải điều chỉnh rồi và khi nó điều chỉnh như vậy có thể là bây giờ nó đang đóng cửa bên dưới cái đường xu hướng này thì có thể là nó sẽ về cái đường xu hướng ở phía bên dưới à đâu đó khoảng quanh 23 cho tới 24 thì về đây thì anh chị có thể là quay trở lại mua quay trở lại đầu tư cho giai đoạn sắp tới được à đó là về cổ phiếu CEO anh chị nào có thích có đầu tư thì có thể là lưu ý thêm ở ở về cổ phiếu CEO ha rồi CI thì thành có IDJ thì thành có chia sẻ rồi đúng không nó test về lại cái gì à? cái đường trên line trong ngắn hạn này và nó bật lên ổn thì anh chị có thể là canh mua thăm dò lấy vị thế được và khi nào mà nó vượt hẳn luôn khỏi cái mốc kháng cự phía bên trên này quanh 10 giá 15.2 thì anh chị có thể là gia tăng tỷ trọng trong giai đoạn sắp tới à, nhìn chung là các cổ phiếu này là các cổ phiếu khỏe nó sẽ mang hơi hướng mạo hiểm hơn một tí so với phần còn lại của thị trường đó còn về như là Nam long là nó vẫn đang trong cái đà rơi đà gãy của nó thì như thành nói rồi đúng không nó mà rơi thủng cái mốc giá 32.5 á thì cái xác suất nó về lại quanh 30 sẽ là rất là cao. Nên là khi mà nó về lại quanh cái vùng này á nó sẽ là cái cơ hội để mà anh chị tham gia đầu tư cho cổ phiếu Nam Long trong giai đoạn sắp tới à, chị nào có đầu tư thì lưu ý. Đất xanh ở thời điểm hiện tại cũng tương tự như vậy, nó vẫn đang tích lũy, nó vẫn đang theo một cái vùng nền nhất định. Ấy thì khi mà ở trong vùng nền này nó duy trì được cái nhịp tích lũy nó ổn á thì anh chị vẫn yên tâm nắm giữ được ha, à, không vấn đề gì hết. Ấy trong vùng này mà nó vẫn tích lũy ổn nó giống như cái nhịp trước đây thôi. Nói tích lũy ổn thì anh chị vẫn yên tâm nắm giữ được cổ phiếu của mình không vấn đề gì hết ha và có mua mới thì vẫn có thể là mua thăm dò trong cái vùng này và kỳ vọng lên lại vùng kháng cự phía bên trên là quanh 15.x ha. Thì đây vẫn là một cái cơ hội tốt để mà anh chị đầu tư vào các cổ phiếu bất động sản ở tại điểm miền Tây. Đấy, và ngoài ra cũng có các cổ phiếu khác như là HD, uh, Hodeco hoặc là Khang Điền đó cũng có rất là nhiều cổ phiếu đang tích lũy là cái nền rất là ổn. Thì bây giờ chúng ta theo dõi thử coi là nó tích lũy như thế nào rồi nó có bật được hay không trong những nhịp sắp tới để mà chúng ta tham gia chúng ta đầu tư tương tự các cổ phiếu nãy giờ Thành chia sẻ cho các anh chị ha như là NTL, CEO, DIG Đất Xanh, IDJ đúng không ạ rồi tiếp theo thì chúng ta nhìn vào khu công nghiệp thì như Thành cũng đã có nói rồi đúng không con kinh bắc là nó đã có lực đỡ quanh đâu đó khoảng gì khoảng 26 rồi nên là khi mà nó test về vùng này mà nó bật lên ổn á thì anh chị cứ đầu tư cho Thành trong những nghiệp sắp tới ha tết về vùng này bật lên ổn thì cứ đầu tư thôi không vấn đề gì hết IDC thì nó chạy qua điểm mua rồi nếu mà cái câu chuyện nó có tết lại về quanh 40x thì anh chị vẫn canh mua được cho cổ phiếu IDC trong giai đoạn sắp tới à, còn SJC thì nhịp này nó cũng đã tăng qua cái vùng nền rồi thì bây giờ câu chuyện của nó là nó sẽ phải tết lại ở nếu mà nó tết lại thành công thì anh chị mới canh mua được ở anh chị lưu ý ha Đấy, nó tết lại cái vùng nền này bên dưới là quanh đâu đó khoảng 33 x Đấy, nếu tết lại thành công vùng này thì anh chị canh anh chị mua cho những nhịp sắp tới được vẫn rất là ok còn dầu khí thì là đã chia sẻ rất là nhiều rồi Đoạn này thì mua đuổi thì sẽ rất là khó khăn cho các anh chị Và Thành cũng đã có báo dầu khí con BVD giá 22X nè đúng không Thì hôm nay anh chị nào nhanh tay thì chắc chắn sẽ mua được cổ phiếu này Ở những vùng giá tốt Còn nếu mà không nhanh tay thì thôi Thì mình sẽ chờ những cái cơ hội khác, cơ hội mới Và nếu biết đâu được trong một vài phiên sắp tới Thì nó lại test về cái vùng nền phía bên dưới này thì sao Để mà nó có những cái nhịp bật, bật tăng lên tốt hơn trong giai đoạn sắp tới thì đó nó sẽ mở ra cái cơ hội cho mình tốt hơn Đấy, thì về nhóm ngành dầu khí thì có bvd và bvs là hai cái cổ phiếu dẫn sống cho uh, thị trường ở trong những cái đoạn sắp tới à đối với nhóm ngành dầu khí anh chị nào có đầu tư thì lưu ý thêm rồi thì bvs thì như cái cổ phiếu này thì nó không còn cái điểm mua nữa anh chị ha không còn điểm mua nữa chủ yếu là để cầm hàng và chờ những cái điểm chốt lời phù hợp mà thôi đó hay là những con như là cũng BSR nè bây giờ nó đang cho cái nhịp mua cái điểm mua khá là tốt khi mà nó bắt test lại quanh vùng nhỏ 16 và nó bật lên được từ cái vùng này thì nó sẽ mở ra một cái cơ hội rất là tốt cho cổ phiếu BSR trong giai đoạn sắp tới nên là nếu mà anh chị có đầu tư dầu khí mà anh chị không mua được BVD không mua được BVS hay là không mua được BVC khi mà nó tăng mạnh như thế này á thì chúng ta có tập trung những cổ phiếu khác kiểu gì dòng tiền nó sẽ chạy đến mà thôi còn hơn là so với việc anh chị cứ đua vào con BVS đua vào BVD hoặc là đua vào BVC như vậy á thì nó sẽ rất là khó cho cái quá trình đầu tư của mình tại vì mình không biết là giá nó sẽ lên tới vùng nào tới cái mốc nào đúng không ạ à? đấy tiếp theo là con bvt à, bvt thì phiên hôm nay nó đã vượt nền rồi và nó vượt khá là thành công nó à. cũng có sự ủng hộ của thanh khoản nữa sự ủng hộ của khối lượng nữa thì bây giờ cái câu chuyện là nó phải test về à, những cái nhịp nó test về những cái này nếu mà anh chị nào chưa mua cứ canh những nhịp nó test về những cái này thì chúng ta canh chúng ta mua cho những cái lần sắp tới đối với cái cổ phiếu bvd à. đấy thì đó là một số cái cái, 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 nhóm ngành chính và nhóm ngành chủ đạo và liên quan tới đầu tư công ha liên quan tới đầu tư công thì các cổ phiếu đầu tư công ngày hôm nay nó cũng không có còn điểm mua nữa chỉ có những cái cổ phiếu như là con vcg nè nhịp này mà nó tích lũy được quanh cái nền ổn á thì anh chị vẫn có thể là mua được bởi vì cái mục tiêu mình kỳ vọng cho nó lên đâu đó khoảng đâu đó tầm độ 22 23 được thì anh chị cũng được khoảng gần 10 thì anh thấy đây vẫn là một cái mức lợi nhuận ổn định cho cổ phiếu vcg ở thời điểm hiện tại HHV thì hôm nay nó kéo rồi và nó ngay ngay đỉnh đó anh chị nào đối với các cổ phiếu này á, thì anh chị nào muốn mua thêm á, thì một là phải chờ nó vượt đã ha nó vượt rồi nó test lại thành công á, thì anh chị mới mua thêm được còn nếu mà như vậy mà chúng ta mua thêm á, thì cái rủi ro của mình nó sẽ rất là rất là cao đó nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý thêm những cái này nha mình mua thêm cũng vậy mình phải chọn đúng thời điểm chứ không phải là cứ ý lợi thế mình có hàng sẵn là mình mua lúc nào cũng được như thế sẽ rất là khó đúng không đó tiếp theo là con lcg thì những con này cũng sẽ tương tự như thế thôi bắt buộc là nó phải test lại những cái vùng kháng cự và nó đã vượt qua thì khi mà test thành công rồi thì nó sẽ tiếp tục tăng tiếp ở trong những cái này sắp tới thì cái này thì anh chị theo dõi để mà anh chị đầu tư trong giai đoạn tới thôi đấy đối với ci thì những cái nhịp này thì cần phải có những nhịp test rồi ở à, những cái nhịp này cần phải có những nhịp test rồi nên là anh chị nào có đầu tư thì nên lưu ý thêm những cái yếu tố này ha Đấy, và trên đây là cũng có những cái nhóm ngành là được hỗ trợ với tin tức rất là nhiều như giảm lãi suất là hỗ trợ gỡ khó cho các dự án bất động sản khu công nghiệp nè cũng có rất là nhiều đúng không đấy và giá dầu tăng nè thì đó là những cái lý do để mà khiến giá cổ phiếu nó tăng lên trong phiên hôm nay à, mà thôi nó là những cái yếu tố đó đã phản ánh vào giá rồi nên cá nhân thành là tham khảo thông tin để cho biết thôi chứ mình không có ứng dụng quá nhiều nó vào cái việc đầu tư trên thị trường ở thời hiện tại ha rồi thì có sẽ có thêm những cái ngành mà liên quan tới đầu tư công đó là đá xây dựng thì con con đá xây dựng này nó vẫn đang tích lũy làm cái vùng nền nhỏ rất là ổn thì cái câu chuyện của nó là xem nó tích lũy như thế nào rồi chúng ta ra quyết định là chúng ta có mua đối với cổ phiếu này hay không hoặc là anh chị nào mua được dưới đây thì quá tốt rồi đó còn anh chị nào chưa mua hoặc là mua mới á, thì trong cái vùng này là nên theo dõi và nên lưu ý cho những cái những cái giai đoạn sắp tới à, xi măng thì hôm trước thành có chia sẻ rồi đúng không nhìn chung là xi măng tụi nó bây giờ nó hết cái điểm mua đẹp nữa rồi bây giờ nếu mà nó có điều chỉnh về dưới 12 á, thì thôi anh chị canh mua luôn cũng được đối với công bcc hoặc là còn ht 1 thì hôm nay có về nền mà nó bật lên nè nhìn chung á, thì nhóm xi măng thì thành lại thích con h công bcc nhiều hơn là con ht 1 vì thứ nhất là cái biên độ tăng nó cũng tốt và cái chạc nó cũng ổn định hơn rất là nhiều so với con bc 1 ở thời điểm hiện tại ha à, đấy thép thì cũng là những cái nhóm ngành liên quan nè thì bây giờ nó test nền nè như hoa sen đang test nền nè con nam kim vẫn đang test nền hòa phát thì có lẽ vẫn đang test nền ở những nhịp như này đó thì nó sẽ mang đến một cái cơ hội rất là tốt cho cái ngành thép trong cái giai đoạn quý 2 năm 2023 này vì trong quý 2 thì nó cũng sẽ là sự phục hồi ha, sự phục hồi của ngành thép mà thôi chứ chưa thể nào là sự phát triển và tăng trưởng được của ngành thép trong những cái này sắp tới đó vì nền kinh tế thế giới vẫn còn đang rất là khó khăn ha rồi thì đó là những cái thông tin, những cái chia sẻ, những cái cập nhật của Thành về thị trường sau phi giao dịch ngày hôm nay Và hy vọng nó sẽ mang đến nhiều cơ hội đầu tư nhất cho các anh chị trong giai đoạn sắp tới Để mà anh chị có thật nhiều cái thu nhập cho mình đến từ cái việc đầu tư này Anh chị cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp cổ phiếu nào thì cứ bình luận phía bên dưới Thành sẽ hỗ trợ và chia sẻ cho các anh chị và nếu mà anh chị cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp luôn thông qua điện thoại hoặc thông qua Zalo thì anh chị có thể là chat với Zalo của Thành thông qua số điện thoại phía phần bên dưới Thành sẽ hỗ trợ chia sẻ cho các anh chị ha. Và nếu mà anh chị thấy nội dung video hay thì có thể là đăng ký kênh hoặc là cho Thành một like để ủng hộ tinh thần cho Thành nhé. Cảm, cảm ơn anh chị rất là nhiều trong giai đoạn vừa qua. À, chúc anh chị có một cái phiên giao dịch cuối tuần ngày mai thật là thuận lợi nha.